Từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ người dân tộc thiểu số tiếp tục được các cấp ngành địa phương quan tâm thực hiện. Tính đến quý tư năm 2022, trên 98% hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Cùng với đó, gần 98% hộ người dân tộc thiểu số được quan tâm giải quyết đất sản xuất đạt trên 100% kế hoạch giao làm tốt công tác giải quyết đất ở đất sản xuất cho hộ người dân tộc thiểu số đã góp phần ổn định an sinh tạo thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhất là thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn